AC Infinity đã tạo ra một thành công lớn trong ngành công nghiệp này. Năm ngoái và các bạn, một game thủ truyền thống muốn đi sâu vào nơi khi chiến tranh. Sử dụng các kỹ năng của riêng bạn để tạo thu nhập bền vững, nhưng để hiểu toàn bộ khái niệm. Điều này đầu tiên, bạn sẽ cần phải có một kết thúc lớn về những gì đang blockchain, cryptocurrency là gì, bởi vì họ có một mối quan hệ thực sự thân thiết với nhau trong video hôm nay của Game 3. Chúng tôi chỉ đề cập đến blockchain trong tiền điện tử, chủ đề nói chung, và chúng tôi sẽ đi sâu vào trận đấu và khái niệm trong một video khác. Vì vậy hãy đảm bảo nhấn thích và đăng ký kênh video của chúng tôi để bắt kịp với nhiều nội dung thông tin chi tiết về ngành GAFI. Chúng ta hãy đi thẳng vào nó. Vì vậy trước hết, blockchain là gì? Trong điều kiện tương tự, blockchain thường là một chuỗi các khối, trong đó 8 khối lưu trữ một lượng dữ liệu giới hạn đột ngột, và chúng được kết nối thành một chuỗi thời gian. Khi thông tin nhìn thấy nhập vào một khối, khối sẽ được thêm vào chuỗi, và thông tin này không thể bị thay đổi bằng bất kỳ phương tiện nào. Chúng tôi tiếp tục nói, lưu trữ dữ liệu có thể an toàn khỏi các hoạt động hack. Mọi thứ nghe có vẻ triệt để vào thời điểm này đúng không? Làm thế nào chính xác có thể chặn người được các một bản cập nhật ghi âm an toàn và chính xác? Cứ như vậy, hãy chia nhỏ nó thêm một chút nữa. Một trong những tính năng nổi bật nhất của blockchain là phân cấp hoạt động hoàn toàn tốt, mà không cần bất kỳ tổ chức đảng nào. Tưởng tượng mua thiết yếu, bọn trẻ bấy tiền của bạn vào máy lát gạch, đột nhiên bị phá hủy trong một cơn bão, cùng với bản ghi AC. Bây giờ không có cách nào để biết tiền nào đã chuyển cho ai. Tuy nhiên, hồ sơ phong cảnh bên phải đã biến mất. Đó không phải là vấn đề với blockchain, hơn là có một tổ chức có tất cả các thông tin. Blockchain thu hồi các giao dịch trong một thiết bị, mà chúng tôi sẽ nói trong mọi thiết bị được kết nối với hệ thống vâng. Đó là lý do tại sao blockchain được sử dụng. Một lá thư được phân phối. Do đó, ngay cả khi một thiết bị đó bằng cách nào đó bị hỏng, không thu hồi sẽ bị mất trong quá trình này hơn nữa. Hầu hết blockchain luôn ngắn, nghĩa là bất kỳ người dùng nào cũng có thể xem bờ và các hoạt động trên mạng blockchain đó, và thậm chí đưa ra đề xuất để cải thiện hệ thống, rằng chúng tôi có một số trang web, quét ABC hoặc quét Ether mà bạn có thể yên tâm và xem bất kỳ đề xuất nào về tiền điện tử đó, hoặc địa chỉ ví của bất kỳ ai, mạng đó. Nhưng một trong hai dữ liệu ở khắp nơi như thế sẽ trở thành mục tiêu siêu dễ dàng để tin tặc tấn công. Nó an toàn như thế nào? Tin tặc thực sự có thể dễ dàng truy cập vào bộ dữ liệu trong lịch sử đến rất nhiều nơi, và cũng luôn luôn thông qua. Nhưng hãy yên tâm nhé các bạn, mặc dù cô ấy không phải là nơi tin tặc có thể phát triển, chúng tôi đề cập đến chuỗi thuật ngữ trước đó, đề cập đến kết nối giữa các khối. Chuỗi đó thực sự là Hexagon. Chúng tôi có 25 kẻ bắt giữ mỗi người, và được xác định bởi sự phức tạp, hàn toán học. Nghĩ về nó như thế này, khi chỉ giao dịch được thực hiện được ghi vào khối 1, với cả số tiền được giao dịch và thị trấn của các giao dịch, một hộ gia đình độc đáo và ngẫu nhiên được tạo ra cho khối này bằng phần mềm sử dụng một hàm toán học. Cái gì? Giao dịch thứ hai anh ấy thực hiện đang ghi vào khối 2. Nhưng lần này, hashicode hoặc khối 2 không được tạo ngẫu nhiên. Nó phải dựa trên hashicode trước đó. Và điều này áp dụng cho các khối sau của chúng tôi. Khi tin tặc gặp kho dữ liệu trong một khối, hashicode sẽ được thay đổi. Điều này sẽ dẫn đến toàn bộ hệ thống được thông báo vô hiệu hóa, vì hashicode không còn theo mẫu nữa của chuỗi Kalanikan. Cách duy nhất để thoát khỏi điều này là thay đổi mọi hashicode trước khi cập nhật hệ thống, mà không thể. Trong trường hợp của Bitcoin, hệ thống cập nhật cứ sau 10 phút, và tin tặc sẽ phải thay đổi ý nghĩa của mật mã trong vòng 10 phút đó là không thể. Ngay trong 10 phút, chúng tôi đã đưa ra quy trình phức tạp trong Bitcoin, được gọi là nhóm công việc, là một bộ cảm biến, thuật toán đảm bảo giải trí phân tán và bảo vệ mạng khỏi các cuộc tấn công chi tiêu cao hơn, bằng cách thêm các khối giao dịch mới vào chuỗi và tạo phần thưởng cho BC. Giống như bạn có thể đã nghe nói về những người khai thác Bitcoin đúng không? Họ có rất nhiều thợ mỏ Bitcoin trên khắp thế giới, và công việc của họ rất ổn, dữ liệu và giao dịch, để thêm chúng vào một âm mưu bằng cách sử dụng máy tính, và sau đó chúng tôi nhận được BDC làm phần thưởng. Do đó, dữ liệu và giao dịch trong mạng có thể được bảo mật và tránh các vấn đề kéo dài kép giả, thông qua một thế giới là một cơ chế thực sự tuyệt vời. Nhưng nó yêu cầu mất điện đi lại để giải quyết các câu hỏi toán học. Rất nhiều blockchain khác ngày nay như định lý, việc sử dụng một sự đồng thuận khác, đó là một nhà nước chuyên nghiệp cho ít năng lượng hơn đòi hỏi, và nhiều cơ chế mới và tốt hơn khác. Điều đó sẽ cho bạn biết những món quà của blockchain và công nghệ tuyệt vời như thế nào.
mọi thứ đều an toàn khôi phục và dễ dàng theo dõi. Khi nào không ai phải ở đó để theo dõi quá trình thế giới. Sự tồn tại của blockchain và những lợi ích cuối cùng mà nó mang lại cho bảng. Cryptocurrency ra đời. Bạn có thể đã nghe nói về tiền điện tử trước đây. Bitcoin, Ethereum hoặc giống như mã thông báo EC từ EC Infinity. Tất cả đều là tiền điện tử và có. Tất cả tiền điện tử chạy dựa trên blockchain. Như blockchain là cốt lõi cơ bản của chúng. Tiền điện tử thực sự là một loại tiền kỹ thuật số, chính thức cho phép các cá nhân chuyển giá trị. Trong cài đặt kỹ thuật số của bạn, chắc chắn đã xuất hiện để phục vụ các trường hợp gửi cho bạn trên bề mặt bạn bè trả tiền. Mua hàng từ trang web yêu thích của bạn, giống như các hệ thống truyền thống khác, như giấy hoặc ứng dụng ngân hàng kỹ thuật số. Nhưng điều đó đang được nói rằng nó không thể khác hơn nếu bạn hiểu Plus và đặc điểm. Như tôi đã nói với bạn trước đây, bạn có thể hiểu tiền điện tử nào, có thể không có bên thứ ba. Tổ chức ở đó để yêu cầu giao dịch, phê duyệt hoặc giải phóng tài khoản như của ngân hàng trung ương hoặc thẻ tín dụng của bạn. Do đó, thuận tiện và nhanh nhất cho người dùng sử dụng tiền điện tử. Như một phương thức thanh toán, bạn có thể chuyển tiền điện tử trên mạng Plus ra cho những người bạn khác ít nhất và sẽ không có KYC hoặc bất cứ điều gì. Nhưng hãy nhớ rằng chỉ trên mạng blockchain. Nếu bạn trao đổi tiền điện tử trên các sàn giao dịch tiền điện tử như Binance tại 10, nó vẫn yêu cầu loại nhìn thấy bởi vì họ là những tổ chức tập trung. Bạn vẫn giao dịch và chuyển giao trên các nền tảng tập trung. Và cuối cùng nhưng không kém phần an toàn của bạn, không chỉ là giao dịch của bạn, miễn nhiễm với các hoạt động hack, nhưng danh tính của bạn cũng được xem xét. Đây là lý do tại sao thay đổi một phát minh thay đổi cuộc sống trong tiền điện tử là một vương quốc Anh hoàn hảo cho họ. Tiền điện tử đầu tiên có từ những năm 90, nhưng cái đáng chú ý nhất được tạo ra vào năm 2009 bởi một nhóm lập trình viên tên là Satoshi Nakamoto, và đó là Bitcoin. Cũng có nhiều nền tảng chấp nhận khác như Ethereum, nhưng trong sâu là nơi nhòe nhẹt. Và mỗi người trong số họ có tiền điện tử bản địa của riêng họ. Như Ethereum, chúng tôi có em. Nhưng trong sự nhòe, chúng tôi có BNB. Solana chúng tôi có. Vì vậy nó đã tuân theo cốt lõi cơ bản của Bitcoin. Hộp đồng xu này thường được gọi là đồng xu riêng, như các điểm xen kẽ. Ngày nay chuỗi cửa hàng cấp này không chỉ cho phép người dùng ký và nhận tiền như Bitcoin, nhưng để chạy các ứng dụng thiết yếu, sử dụng hợp đồng nhỏ. Tôi sẽ giải thích sâu sắc về hợp đồng nhỏ trong video này do giới hạn thời gian. Nhưng nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về nhận xét này bên dưới cho tín hiệu đó, vì vậy chúng tôi có thể làm một video khác. Vì vậy chúng tôi tiếp tục em. Blockchain có một loạt các dự án cần thiết trên hệ sinh thái đó, thực hiện một ứng dụng để hỗ trợ người dùng thích kiếm tiền giải trí. Một số trường hợp thực sự của bạn và người dùng cách sử dụng đồng xu gốc của việc chặn đó. Phí xăng. Rằng nếu bạn muốn chơi trò chơi trên net, hệ sinh thái phù hợp mà bạn sẽ cần phải có, phải trả phí giao dịch. Vì vậy bạn chết vì nhiều hơn vào thị trường tiền điện tử. Bạn có thể nhận ra có rất nhiều hệ sinh thái tùy chọn với các dự án khác nhau. Pin trên hệ sinh thái đó Bisub. Dự án luôn có tiền điện tử của riêng họ được gọi là mã thông báo. Nó khác nhiều so với tiền xu được, như mã thông báo có thể cho người giữ quyền tham gia vào mạng lưới. Nó có thể thực hiện các chức năng của tài sản kỹ thuật số, đại diện cho cổ phần công ty, giữ tài sản cho chức năng của dự án. Thích, bạn có thể cần những mã thông báo này để chơi trò chơi. Tại sao tiền xu hoạt động như một phương thức thanh toán và gắn liền với blockchain công khai đó là đồng tiền của blockchain Ethereum. Công nghệ blockchain Sindable, chúng tôi đã thấy rất nhiều cách đã được sử dụng cho với sự giới thiệu của tiền điện tử. Và bây giờ Inetic, các mô hình thị trường khác nhau đã xuất hiện gần đây. Trả tiền để kiếm được dự án thứ hai như Infinity, Sentient Earn hoặc hoạt động hộp cát đã khiến cả thế giới phát điên trong vài tháng qua. Với một hàng chiêu chọc trong cơ sở người dùng của anh ấy. Theo giá EC, tôi sẽ có một lời giải thích chi tiết đầy đủ về mô hình này và tại sao sử dụng blockchain trong chơi game là một cuộc cách mạng cho toàn ngành. Tiềm năng của blockchain không chỉ phát triển trong nỗi sợ hãi về tiền điện tử. Một thứ mà blockchain chỉ dành cho chơi game. Nó có thể là thương ngài tại cuộc biểu tình trong y vô tế. Số tài sản khác nhau của cuộc sống. Nó có thể được lưu trữ và chăm sóc sức khỏe an toàn trên toàn tài sản. Quyền sở hữu, hợp đồng đầu tiên bạn đặt tên cho nó, ví dụ như danh tính. Mục tiêu của dự án này là liên minh kỹ thuật số, hoặc di chúc được sử dụng hoặc di chúc ba chiều, và đảm bảo tài sản được duy trì trong khả năng này cho phù hợp. Sau khi họ qua đời, bạn chắc chắn có thể nói, công nghệ blockchain nắm giữ tiềm năng, điều đó chưa được khám phá, và sử dụng nó hết mình. Nơi một số để lấy cuối cùng, ưu và nhược điểm của chuỗi thổi là gì? Ý nghĩa của cryptocurrency. Trước hết nó dễ sử dụng thuận tiện,
chiếm thời gian của bạn trong khi duy trì độ chính xác và bảo mật. Cập nhật câu chuyện đó, CryptoKonsi đã kế thừa đặc tính này. Và số lượng người dùng tiền điện tử được mong đợi tăng theo cấp số nhân thành 1022. Việc áp dụng toàn cầu có thể tăng lên nhờ sự gia tăng các ứng dụng trên một blockchain. Hệ sinh thái mang lại giá trị mới cho người dùng, đặc biệt là ngành công nghiệp game blockchain. Tôi sẽ chơi trong tương lai tươi sáng của trò chơi tiền điện tử. Trong 2022, vậy ra Block là gì? Cho đến bây giờ công nghệ này, hệ sinh thái Block ra chỉ cho phép giao dịch hạn chế cùng một lúc. Và nó cũng có vấn đề với các quy định quốc gia. Các chính phủ cần theo dõi chu kỳ tiền tệ của họ để duy trì một nền kinh tế ổn định và phát triển. Chưa tiền điện tử, tạo ra tiền tệ mới mà chính phủ không thể kiểm soát, ảnh hưởng tiêu cực đến hệ thống tiền tệ quốc gia. Trung Quốc có cấm sử dụng Bitcoin trong biên giới của nó. Kết quả là... Vì vậy tôi nghĩ đó là tất cả cho ngày hôm nay. Hy vọng các bạn có hiểu biết cơ bản về những gì nếu chuỗi bán phá giá và thị trường tiền điện tử. Các bạn bây giờ đã thực hiện một bước để đi sâu vào ngành công nghiệp phí lớn. Bạn thích video này đừng quên bấm vào thích và đăng ký kênh của chúng tôi để biết nội dung mới. Hàng tuần, tôi là Ellie. Và hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo. Tạm biệt.